Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và tiếp tục hôm nay giới thiệu bác một mẫu gian XTC. Mẫu đồ XTC gian 800 dòng địa hình mountain bike. Thì trong thời gian vừa qua có về rất nhiều dòng XTC 800. Hầu như là về những chiếc gian XTC 800 nào là các bác đều cảm hết. Và em về cũng một chiếc XTC 800 với cái tông màu chủ đạo là tông màu xanh đen và còn rất là mới. Và bây giờ xin mời bạn đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên cung đường bắc đây là cái mẫu dòng gian XTC 800, một trong những cái model mà dòng gian địa hình rất là bán chạy bên cửa hàng bên em. Và hầu hết những cái dòng gian model XTC 800 là hầu như về trước nào các bác gần như đặt hết. Và đây cũng là một chiếc mới về bên em, xe về còn rất là đẹp. Cái dòng mẫu địa hình cao cấp của model XTC 800, xe làm từ hợp kim nhôm, alumix Superline SL, dòng nhôm siêu nhẹ của gian. Và lần này em về là với một chiếc dòng gian với thông số là size S. Và như các bác biết thì cái mẫu dòng gian XTC 800 được trang bị với bộ khung và vành 27,5, một trong những dòng khung vành 27,5 được rất là ưa chuộng. Xe trang bị với bộ rơi âm sườn trong khung rất là cao cấp. Xe đã qua sử dụng, xe rất là đẹp. Các bạn nhìn cơ sở của xe rất là mới nhé. Với các bộ khung Superline, Superline là siêu nhẹ của Arium Technology. Nhắc đến thương hiệu gian thì đứng đầu nhắc đến bộ khung rồi, nó chắc chắn. Xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn đó nhé. Và hầu hết em về những cái tông màu dòng với TC màu xanh đen là cái tông màu đẹp nhất của dòng gian TC 800, rất phổ biến. Rất nhiều các bác quan tâm và hỏi em những mẫu dòng gian XTC 800. Thì đây về một chiếc nữa đây. Cổ phút kỳ đông chính hãng của gian Superline. Cổ phút kỳ đông chính hãng của nguyên bản cao xe. Tay nắm cao su đúc chính hãng của gian. Lần này em về một chiếc xe nó có tay nắm trần châu, cũng của chính hãng của gian luôn. Để có những xe về, có những xe không có nữa. Này về có một chiếc. Được trang bị với group tay đấm sản chính hãng của Shimano DOD. Những dòng xe địa hình mountain bike, dòng touring, dòng Shimano thì là một xe Shimano DOD gần như là cuối cùng của dòng hoạt động xe rồi, trên Acera, Antut, Tourlay. Đằng trước sử dụng với bộ thanh dầu được chính hãng của Shimano. Bên đây phải em được trang bị với tay đấm sản lên gần đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Và xe trang bị với khóa thì rất sóc trên tay, rất tiện lợi các bác nhé. Đây là điều đặc trưng của dòng gian XTC 800, được trang bị đầy đủ những cái cửa đúc tiện nghi, rất là tốt. Các bác có một tiện nghi rất là an toàn. Giảm sóc dầu chính hãng của gian 27,5, giảm sóc 27,5. Mayer của Shimano, cái mặt cho xe. Và những video trước đây em giới thiệu qua bác thì dòng gian XTC 800 lần này cũng được trang bị với cặp vành Mavic, cặp vành hiệu bác nhé. Nếu biết thì tìm hiểu thêm về cặp vành Mavic là trong một trong những hãng mà sản xuất cũng linh phụ kiện rất là nổi tiếng. Mavic 319. Lốp chính hãng của gian luôn. Lốp của gian 27,5, lốp nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới. Và theo đánh giá riêng thì xe rất là ít đi, được người chủ cũ rất gìn. Đây là mã vạch chính hãng của thông số xe gian. Trên khung có QR code chính hãng của nhà sản xuất gian. Lần này em về em chiếc size S. Ống yên chính hãng của gian, nguyên bản theo xe. Yên nguyên bản theo xe cũng là tông màu xanh đen. Xe sử dụng với đùi đĩa trục rỗng chính hãng của gian, đùi đĩa trục rỗng chính hãng của thương hiệu gian luôn. Trang bị với 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano DOD, gạt đĩa của DOD. Đằng sau là phủ đề Shimano DOD, được trang bị với 10 tầng lip. Các nhìn lip và xích còn rất là mới không nhá, xích còn rất là mới. Đằng sau sử dụng với vành Mavic 319,
và lốp vào lốp chính chính hãng bỏ gian luôn, lốp cả zin trong xe, lốp 27.5 hoành 27.5, trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, tầng mở xe 30 tốc độ. Bây giờ xin cho chiều cao đúng của khung xe. Vâng, và này và chiếc chiều cao đúng của khung xe là size 44, ngang là size 53, và size S nhé. Khi các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa, size rất là phù hợp cho các bác. Xe trang bị với 10 tầng lip, lip xích còn rất là mới, lên lip thôi. Xe trang bị với full ngựa rút Shimano đều lên. Bên phải em đĩa 3 tầng với giống quả gian, gạt đĩa quả đeo rê xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, thì cũng là chân chung một mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong trước gian mặt tầng 3 dòng địa hình 27.5, xe làm từ hợp kim nhôm Superline dòng nhôm siêu nhẹ cao cấp quả gian, trang bị với phun group Shimano đeo rê vành cặp chính hãng của Mavic. Và xe giá tốt với em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có thể thông qua Zalo 0975 709 943 lên YouTube tìm kiếm xe nào. Nhấn đăng ký theo cái kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.